Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá xăng dầu mới nhất hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2023. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Các bạn xem video, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây là những thông tin chi tiết. Thưa các bạn, giá xăng dầu hôm nay 21 tháng 9 tiếp đà giảm sau cảnh báo lãi suất cao hơn từ Fed. Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp tục giảm trong phiên giao dịch sáng nay, sau khi xuống đáy một tuần vào phiên trước vì Fed giữ lãi suất không đổi, nhưng củng cố lập trường diều hâu với việc tăng lãi suất vào cuối năm. Giá xăng dầu thế giới hôm nay ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 18 tháng 9 năm 2023 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,84% xuống 88,92 USD trên thùng vào lúc 8 giờ 13 phút giờ Việt Nam, trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 11 năm 2023 giảm 0,34% xuống 92,84 USD trên thùng. Giá dầu thô giảm khoảng 1% xuống mức thấp nhất một tuần trong phiên giao dịch ngày thứ tư ngày 20 tháng 9, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ lãi suất không đổi, nhưng củng cố lập trường diều hâu với việc tăng lãi suất vào cuối năm. Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent giảm 0,9% xuống 93,53 USD trên thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm xuống còn 89,66 USD trên thùng. Đây là mức chốt phiên thấp nhất của dầu Brent kể từ ngày 13 tháng 9. Bất chấp xu hướng giảm, dầu Brent vẫn nằm trong vùng quá mua về mặt kỹ thuật trong ngày thứ 14 liên tiếp. Đây sẽ là chuỗi dài nhất kể từ năm 2012. Các nhà hoạch định chính sách của Fed vẫn dự đoán lãi suất qua đêm chuẩn của Ngân hàng Trung ương sẽ đạt đỉnh trong năm nay ở mức 5,5-5,75%, chỉ cao hơn 1% điểm phần trăm so với phạm vi hiện tại. Việc tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu mỏ. Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusen Associates cho biết, sự kết hợp của việc tăng lãi suất hơn nữa, sức mạnh của đồng USD và giá dầu tăng thêm sẽ làm tăng khả năng xảy ra suy thoái. Trong khi đó, thị trường năng lượng có ít phản ứng, với dữ liệu năng lượng của Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô giảm, như kỳ vọng vào tuần trước. Thưa quý vị và các bạn, về dự báo giá xăng dầu trong kỳ điều hành chiều nay, ngày 21 tháng 9 năm 2023, một số doanh nghiệp xăng dầu cho biết thời gian qua, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore có xu hướng tăng so với kỳ trước, mức tăng tương đối mạnh. Dựa trên diễn biến giá thế giới, các doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày 21 tháng 9, xăng E5 RON 92 trong nước có thể tăng 800-900 đồng trên lít, xăng RON 95 tăng mạnh từ 1050-1150 đồng trên lít, còn dầu diesel có thể tăng 800-900 đồng trên lít. Trường hợp dự báo trên là chính xác, mặt hàng xăng sẽ có lần tăng trở lại sau phiên giữ nguyên giá vào ngày 11 tháng 9. Nếu Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chi quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng ít hơn. Về tình hình giá xăng dầu trong nước. Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu hôm nay được niêm yết phổ biến như sau. Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.471 đồng trên lít. Giá xăng RON 95 loại phổ biến không cao hơn 24.871 đồng trên lít. Giá dầu diesel 005S không cao hơn 23.055 đồng trên lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 23.118 đồng trên lít. Giá dầu ma rút 180CST35S không cao hơn 17.704 đồng trên kg. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được điều chỉnh tại kỳ điều hành giá của Liên Bộ Tài chính, Công Thương vào chiều 11 tháng 9. Cụ thể, giá hai mặt hàng xăng E5 RON 92 và RON 95 giữ nguyên, giá dầu tăng cao nhất 410 đồng trên lít và giá dầu ma rút không đổi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống.